Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong số tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đến từ bạn đó chính là VN An. Anh ơi, con Vivo U10 bị xước vỡ mặt lưng, mang đi thay có được không? Thay cái mặt lưng kính ý được không anh? Vivo U10 thì nó mặt lưng làm bằng nhựa chứ không phải là bằng kính. Còn trường hợp mà em làm mà vỡ thì mang lên trung tâm bảo hành của Vivo mà thay thôi. Hoặc là trường hợp em mua tại những cái cửa hàng như kiểu là Thế Giới Di Động thì em mang ra đó để mà nhờ họ hỗ trợ thì cũng được. Còn nếu như em gần trung tâm bảo hành của Vivo thì mang lên trực tiếp ở đó cho nhanh. Còn về cái vấn đề rơi vỡ như thế này thì em sẽ phải là tốn chi phí để mà thay thế, chứ người ta sẽ là không bảo hành miễn phí cho em đâu ha. Bởi vì đây là lỗi do người dùng gây ra. Em cũng có thể là gọi đến hotline của Vivo để người ta tư vấn cho nó cụ thể hơn, như kiểu là thử hỏi họ xem là cái giá linh kiện nó bao nhiêu, có mắc hay là không, để mà chúng ta còn biết đường mà tính. Nếu như mắc quá thì thôi đúng không, mà vừa thì mang lên thay thôi. Câu hỏi đến từ bạn là Haze TV. Anh ơi cho em hỏi là 4 triệu chênh hay đến 300 ngàn đồng hoặc xuống này, con gaming phone Snapdragon 835, 845 không cần dùng lâu, dài hiệu năng ngon. Em cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Nếu tầm 4 triệu đồng thì đúng thực sự là vẫn mua được con 835, 845, dư sức mua được luôn. Nhưng chủ yếu là máy line new, như kiểu là LG V40 ThinQ này sẽ mua được tầm khoảng là hơn 4 triệu đồng. Rồi là con LG G7 ThinQ thì mua trong tầm 3 triệu đồng. HTC U11 sẽ mua được trong tầm khoảng là 2,5 triệu đồng. Anh thấy nếu như em không dùng lâu dài thì mua cái dòng máy này được. Bởi vì đây là những cái dòng máy cũ line new đến từ những cái thương hiệu mà nó hầu như đã không còn tại Việt Nam, nên nó sẽ là hơi khó thay thế sửa chữa. Nhưng nếu như anh nghĩ xài trong tầm khoảng là 1 đến 1,5 bước qua năm thứ 2 thì nếu như em khéo dùng thì vẫn có thể là xài được vô tư. Option tiếp theo, ngoài những cái chiếc máy flagship line new như thế này, em có thể là mua những cái chiếc máy gọi là mới, full box độc hộp sách tay, có option cấu hình rất tốt như kiểu là Redmi Note 8 Pro này, trang bị con G90T trong tầm giá này, hoặc là con Realme Q ở phân khúc rẻ hơn, trang bị con Snapdragon 712. Máy mới thì tất nhiên xài nó sướng hơn, nó ít lỗi lầm và nó gọi là nó tất nhiên là nó sẽ là lợi thế hơn so với máy line new. Và những cái thương hiệu như Xiaomi, Realme thì cũng phổ biến tại thị trường nước ta hơn. Câu hỏi đến từ bạn đó chính là Tích Bùi Văn. Anh ơi tư vấn cho em, từ 1,5 đến 2 triệu đồng thì mua máy gì có pin trâu 4.000 trở lên, game Liên Quân, Free Fire hàng cũ cũng được. Mong anh và mọi người tư vấn, em cảm ơn nhiều. Nếu tầm này thì theo anh em tốt nhất nên mua con là Realme 3 hàng cũ đi. Đó, con máy này thì nó trang bị con P60, pin 4230mAh và 3GB, 32GB nhớ trong. Nói chung là con máy này thì nó khá ổn về pin, về camera, về hiệu năng. Thì anh nghĩ sẽ là một cái chiếc máy ổn trong tầm giá 2 triệu đồng để mà em mua về chiến game. Đó. Còn không, nếu mua hàng mới thì lấy con là Realme C3i, nhưng mức giá nó phải cao hơn tí nha, phải rơi vào tầm 2,1 triệu đồng. Hoặc là con Redmi 8A trong tầm giá này thì nó cũng sẽ rơi vào tầm là 2 triệu đồng nếu như khéo mua. Con Vsmart Joy 3 thì nó sẽ là cao hơn. Câu hỏi đến từ bạn đó chính là Sạc Ly, có nên mua con Realme 6 để mà chơi game không? Trong tầm giá đó có con nào ngon hơn không? Mua ở Thế Giới Di Động chính hãng. Mua ở Thế Giới Di Động thì em phải chấp nhận là thua thiệt hơn so với những cái đại lý khác, bởi vì mức giá ở đó bán thì luôn cao hơn so với thị trường. Con Realme 6 thì cơ bản vẫn ổn trong tầm giá 6 triệu đồng nếu như em mua chính hãng. Nhưng nếu như gọi là em mua tải được những cái đại lý khác hoặc mua online được á, thì với 6 triệu đồng sẽ lấy được con là Redmi Note 9 Pro đó, hoặc là con Redmi Note 8 Pro, hoặc là con Redmi Note 9S đều có mức giá phải nói là tiết kiệm hơn rất nhiều so với con là Realme 6 này. Như kiểu là con Note 9S nó chỉ ra vào tầm 4,5 nếu như em mua online, đều chơi game thì cũng không thua Realme 6. Con là Redmi Note 8 Pro thì cũng chỉ là trong tầm 4,9 triệu, và con Redmi Note 9 Pro thì nó cũng rơi vào tầm là 5,6 triệu, tiết kiệm hơn rất nhiều so với mức mua ở Thế Giới Di Động thì luôn là mức giá cao hơn thị trường rất nhiều. Câu hỏi đến từ bạn là OTK Arata. Anh ơi cho em hỏi là có người bạn bán LG G8 3,2 triệu, có nên mua hay không? Anh hay trong tầm giá đó có máy nào tốt hơn không? Mong được anh trả lời. Anh thấy là được á, mức giá này thì mua G8 được, bởi vì nó trang bị con 855 khá ngon, kể cả về mặt camera, quay phim, chụp hình, âm thanh, màn hình các thứ nó đều ok. Nhưng quan trọng là nó còn tốt hay không, hay là 3,2 triệu máy hư hỏng cái gì đó rồi bán lại thì cũng bằng huề. Cho nên với trường hợp này, nếu như bạn bè tin tưởng nhau được mà bán với mức giá tầm 3,2 triệu và đúng là máy zin còn chuẩn á, đó không bị lỗi lầm vấn đề gì thì mua được. Câu hỏi đến từ bạn là Khải Nguyễn Minh. Em đang có nhu cầu mua một con máy giá dưới 5 triệu đồng, nhu cầu Liên Quân Free Fire mượt, cam đẹp, pin trâu, có sạc nhanh càng tốt, màn hình đẹp Full HD, trừ Samsung và trừ Line New, phần mềm dễ sử dụng, cập nhật lâu dài, mong anh tư vấn cho em.
Thì với tầm này thì anh thấy tốt nhất thì chắc cũng chỉ là con Redmi Note 8 Pro hoặc là con Redmi Note 9S mà thôi. Hai chiếc máy đến từ Redmi có thể là tốt nhất trong tầm giá này. Nó đều có là liên quân Free Fire rất mượt này, cam đẹp, pin cực kỳ trâu, 4500 và 5000 mAh, có sạc nhanh 18W và 22.5W, màn hình Full HD Plus luôn, và phần mềm thì cũng dễ xài, xài tốt, cập nhật lâu dài. MIUI thì khỏi phải nói rồi. Bạn Huyền Nguyễn, anh ơi tầm 4 triệu đồng thì mua điện thoại nào vậy? Em cần pin trâu sạc nhanh, mẹ em muốn mua điện thoại của Vivo, em mua tặng mẹ, anh tư vấn giúp em. Thì với 4 triệu đồng thì mua Vivo tặng mẹ em thì anh nghĩ là lấy con Vivo U10 hợp lý rồi. Nó có sạc nhanh 18W, có pin 5K, vô cùng trâu bò, cấu hình tốt, 4GB 64GB bộ nhớ trong và con 665, mẹ em xài thì nó không quá lát giật. Câu hỏi đến từ bản Trí Nguyễn, anh ơi bây giờ nên mua Realme 3 hay là Joy 3 để mà chơi game, dùng những tác vụ cơ bản mượt trong thời gian dài, và hệ điều hành KOS bây giờ có thua hệ điều hành như VOS không? Theo anh phải là ngược lại, VOS thì nó chưa hoàn thiện bằng KOS được đâu, bởi vì đơn giản KOS nó đã phát triển trong vòng 10 năm, gần 10 năm, còn VOS thì mới phát triển 1-2 năm. Đó làm sao mà có thể là bằng được. Về cái mức độ hoàn thiện và tính năng thông minh thì VOS vẫn còn thiếu nhiều so với lại là KOS. Nhưng nếu so hai chiếc Realme 3 và Joy 3 thì anh đánh giá là được, chứ không phải là tốt nhất, ở trong tầm giá là khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng. Bởi vì trong tầm giá này em chịu khó mua online sẽ mua được con Realme 5i, mức giá chỉ là 2,8 triệu đồng mà thôi. Nó ngon hơn tương đối so với Realme 3 và con Vsmart Joy 3, pin trâu hơn, cấu hình tốt hơn, camera đẹp hơn. Thì trên đây là tổng hợp những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.